ca nương trẻ nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông, bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối. Sáng 2 tháng 7, lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra vào 8 giờ 30 phút tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Chị Hương, mẹ nuôi ca nương Đặng Tú Thanh cho biết, tối 30 tháng 6, Đặng Tú Thanh vừa hoàn thành khóa tu mùa hè. Các sư thầy kêu ở lại chùa vài hôm nhưng em muốn về nhà vì nhớ bà nội cũng như đến phòng khám tiến hành siết răng. Nghe vậy chị Hương rất sốt ruột, luôn miệng dặn dò hai chị em đi lại cẩn thận. Nếu con ở lại chùa ít hôm có lẽ đã không mất, chị Hương nói. Bố mẹ Đặng Tú Thanh đang đi làm xa nên một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ. Họ quá đau đớn vì không thể về nhìn con gái lần cuối. Chị Hương là bạn đồng tu của chị Huế, mẹ em Tú Thanh. Họ đi làm xa nên gửi gắm em ở nhà chị Hương 3 năm nay. Đặng Tú Uyên, 18 tuổi, chị gái Tú Thanh đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cô bị chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng. Vài ngày trước khi qua đời, ca nương Đặng Tú Thanh từng bộc bạch ước mơ làm giáo viên dạy văn. Trước đó, em quyết định ở lại Việt Nam, không đi du học cùng chị gái. Không khí đau thương bao trùm tang lễ ca nương trẻ nhất Việt Nam, cô giáo đưa cả lớp học đến viếng. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi một người bạn. Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi một người con. Bởi lẽ các bậc phụ huynh ở đây luôn coi con như con em của mình. Dòng người đưa tiễn không kìm được nước mắt. Lời hát phụ mẫu thay nỗi lòng bố mẹ đang ở phương xa. Tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh được tổ chức đơn giản tại nhà riêng ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Họ hàng, người dân và đông đảo khán giả đã đến đưa tiễn ca nương nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí đau thương bao trùm đám tang của cô bé 14 tuổi này. Tang lễ của Đặng Tú Thanh được tổ chức trang trọng theo nghi lễ địa phương. Hàng trăm người hâm mộ và bạn bè học cùng lớp đã đến viếng đám tang của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Mọi người mang hoa trắng đến viếng, ai nấy cũng đều xót xa, buồn thương và bật khóc trước sự ra đi bất ngờ của cô bé. Ngay từ sáng sớm đã có đông đảo người dân đến xếp hàng vào viếng Đặng Tú Thanh lần cuối. Bên cạnh đó, cô giáo chủ nhiệm cũng đưa cả lớp đến thắp hương cho ca nương nhí. Được biết, bé Tú Thanh đang học lớp 9 tại một trường trung học cơ sở ở Hải Phòng. Các bạn cùng lớp không nén được xúc động khi đứng trước di ảnh của Tú Thanh. Trong hàng trăm người đến viếng ca nương, có nhiều người thuộc câu lạc bộ chiếu sẩm Hải Phòng. Sau vòng hoa trắng và nén hương tiễn biệt ca nương trẻ, họ thể hiện hát bài sẩm nổi tiếng phụ mẫu. Tiếng ca của các nghệ sĩ như nói hộ lời người mẹ, người bố của ca nương nhí đang ở nước ngoài chưa kịp về để đưa con đoạn đường cuối. Có thể thấy, bố mẹ Tú Thanh đều đang ở xa, chị gái ruột lại là người đi cùng xe máy với ca nương nhí khi xảy ra va chạm nên hiện tại đang bị chấn thương nặng và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Sau đó, tang lễ của Tú Thanh chỉ có họ hàng và những người thân thiết tham dự. Một người chị thân thiết với Tú Thanh chia sẻ, em và Tú Thanh được mẹ nuôi nhận đỡ đầu, sống cùng nhau 3 năm nay, chị em yêu thương nhau như ruột thịt, nay em ấy mất, bọn em đau đớn vô cùng. Bố mẹ Tú Thanh đang trên đường về Việt Nam, không kịp để đưa tiễn em ra đài hóa thân, chắc cô chú đớn đau lắm. Được biết, mẹ nuôi và các sư cô, sư thầy đã đứng ra tổ chức tang lễ cho ca nương nhí 14 tuổi. Sau lễ viếng, người thân đã làm lễ truy điệu cho Đặng Tú Thanh. Vào 16 giờ cùng ngày, người hâm mộ, các nghệ sĩ Hải Phòng và bà con, bạn bè đã tiễn đưa ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam đi hỏa táng và về cõi vĩnh hằng. Trước đó vào ngày 1 tháng 7, Đặng Tú Thanh vừa hoàn thành khóa tu mùa hè và đang trên đường cùng chị gái ruột trở về nhà thì lại gặp sự cố không may. Cô bé được chị gái 18 tuổi chở đi trên tuyến đường ven biển mới làm thì va chạm với ô tô loại 5 chỗ. Sau cú va chạm mạnh, ca nương nhí không qua khỏi, còn chị ruột đi cùng thì bị thương nặng. Hiện tại, người thân quyết định giấu kín thông tin Tú Thanh đã ra đi để chị gái của bé tập trung điều trị, không bị ảnh hưởng đến tinh thần. Trước khi ra đi mãi mãi, Đặng Tú Thanh là một đầy tài năng nghệ thuật. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô bé đã có thể biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, sẩm, chầu văn. Đặng Tú Thanh được nhận xét là cô bé tài năng, giỏi giang, chăm ngoan, lễ phép. Cô bé nhận được nhiều sự yêu mến từ những người xung quanh. Do đó, sự ra đi bất ngờ của bé để lại nhiều nỗi buồn và xót xa cho mọi người. Bố mẹ ca nương Tú Thanh không biết có kịp về nhìn con lần cuối. Gia đình ca nương Đặng Tú Thanh đều bần thần, cố nén nỗi đau để lo hậu sự cho em. Ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 14 vào sáng ngày 1 tháng 7 tại thành phố Hải Phòng trong một vụ tai nạn giao thông. Chị Hương, mẹ nuôi ca nương Đặng Tú Thanh, nói gia đình, họ hàng của em sốc nặng khi nghe hung tin. Họ cố nén nỗi đau để chung tay lo hậu sự cho em. Các sư thầy, sư cô thay phiên nhau tụng kinh cầu siêu cho em. Đêm ngày 30 tháng 6, Đặng Tú Thanh vừa hoàn thành khóa tu mùa hè. Các sư thầy kêu ở lại chùa vài hôm nhưng em muốn về nhà vì nhớ bà nội cũng như đến phòng khám tiến hành siết răng ca nương đang niềng răng, phóng viên. Nghe vậy chị Hương rất sốt ruột, luôn miệng dặn dò hai chị em đi lại cẩn thận. Nếu con ở lại chùa ít hôm có lẽ đã không mất, chị cho hay. Bố mẹ Đặng Tú Thanh đang đi làm xa nên một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ. Họ quá đau đớn vì không thể về nhìn con gái lần cuối. Chị Hương đã hết lời động viên, khuyên giải để bố mẹ em bình tĩnh. Chị nói,
con đã ra đi theo cách đáng thương nhất như vậy, âu cũng là số phận. Chúng tôi và các sư thầy, sư cô chỉ có thể dốc hết sức tiễn đưa con về trời. Đặng Tú Uyên, 18 tuổi, chị gái Tú Thanh, đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hà Nội. Cô bị chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng. Gia đình đã cử người chăm sóc, giữ điện thoại và giấu tin Tú Thanh đã mất để cô tập trung điều trị, nghỉ ngơi. Chị Hương nói nếu Tú Uyên biết chuyện sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Chị Hương là bạn đồng tu của chị Huế, mẹ em Tú Thanh. Họ đi làm xa nên gửi gắm em ở nhà chị Hương 3 năm nay. Chị luôn đau đáu vì trông con bạn trách nhiệm rất nặng nề. Vài ngày trước khi qua đời, ca nương Đặng Tú Thanh từng bộc bạch ước mơ làm giáo viên dạy văn. Trước đó, em quyết định ở lại Việt Nam, không đi du học cùng chị gái. Hồi nhỏ, em được báo giới gọi là hiện tượng, thần đồng nên từng ước mơ làm ca sĩ. 12 tuổi, em lại ước mơ làm công an để được hát phục vụ các chiến sĩ. Càng lớn Đặng Tú Thanh càng thấy không phù hợp với giới giải trí. Vì vậy em cố gắng học hành để trở thành giáo viên dạy văn và dùng tiếng hát để phụng sự Phật Pháp. Những năm gần đây, em tham gia các khóa tu đều đặn. Hôm trước ngày cuối đời, em còn bảo với mẹ nuôi hoàn thành nốt khóa tu này sẽ tập trung vào việc học. Ước nguyện đó đã dang dở mãi mãi. Sáng mai 2/7, lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra vào 8 giờ 30 phút tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu. Con không thể về với gia đình nữa rồi.